Nhà bước đây nè. Kính thưa quý vị, tôi tiếp tục kênh Quỳnh Nam Việt. Kính chào quý vị khán giả đồng đạo gần xa kính mến. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đến một gia đình hoàn cảnh rất khó khăn nữa. Đồng hành với quý vị, đây là một số nhà mạnh thường quân cùng đi với chúng tôi. Đây cũng là các đồng đạo có cái sự hỗ trợ với nhau, cùng nhau đóng góp để giúp những hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh neo đơn nghèo khó. Và trong dịp Tết này, Thịnh thử xin ra nhà mạnh thường quân này cho biết cảm tưởng như thế nào, sáng giờ vui vẻ gì không? Dạ. Đâu nói thử vài câu coi. Nam mô Di Đà Phật. Dạ kính chào cái nhà mạnh thường quân cái gì? Bà Quỳnh Nam Việt. Quỳnh Nam Việt. Tôi cũng là hợp tác với quý vị. Tôi ở đây là ấp Bình Thuận, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì có giới thiệu mấy cái gia đình rất là khổ quý vị ơi, đau rồi nghèo rồi rất là khó khăn. Thì nhờ của cục phái đoàn chúng tôi thì cũng một số và kết hợp với Quỳnh Nam Việt đồng mà cho những cái gia đình hỗ trợ khổ khó neo đơn và chúng ta giúp đỡ cho họ còn khó khăn, gia đình ta bớt cái cơn khổ trong cái dịp Tết này quý vị ơi. Và cũng rất là cảm ơn, cũng đại diện cho bà con cảm ơn cái công ty Nam Việt, Quỳnh Nam Việt. Dạ trước thì chúc cho mà cái công ty đó thì tất cả thân thì luôn khỏe, dạ tâm thì an, và làm ăn thì gặp gì được thuận lợi tốt đẹp, và đặng mà làm việc từ thiện nhiều nhiều. Dạ, và Nam Mô A Di Đà Phật gắn niệm Phật nữa tại vì tôi thích niệm Phật. Dạ, và cũng gửi đến tất cả bà con có cái lòng hảo tâm gần xa thì đặng mà giúp cho những gia đình nghèo khổ như thế này. Tôi đi nãy giờ mấy hộ rồi, quá khổ quý vị ơi. Cho nên mình tới là mình mới thấy quá khổ, cho nên mình có ít của ít rồng nhiều, đặng mà giúp cho họ cũng qua cái cơn khổ khó này, cũng nói được lên cái tấm lòng chúng ta, gọi là lá lành đùm lá gách đùm lá nát. Là Đức Phật cũng có dạy rằng gần với những tỉnh xa, cốt xưa thì cũng vượt gà với nhau. Hoặc là giúp người đó khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Hoặc là tôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành quý vị ơi. Ráng mà mình làm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mình bỏ ống mà. Dạ, cái này là thầy nó tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Tuy mình làm không thấy mà không mắc, ráng cố gắng dù cho mình có khổ khó thế nào cũng hơn những gia đình tôi đi hôm nay quý vị ơi. Người nào người nấy quá khổ, bệnh rồi tật rồi lại nghèo đau mà còn nghèo nữa mà khổ nữa, rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên dạ đúng là Phật nó ta bà khổ, ta bà lắm khổ quý vị ơi. Thôi vậy chúc cho quý vị nào có hảo tâm thì giúp đỡ ha. Dạ, đặng mà cùng nhau hỗ trợ nhau tương thân tương ái. Dạ, Đức Phật cũng nói dạ thương yêu nhau như con một cha. Dạ, giúp nhau có được cơm ăn áo mặc uống thuốc men để mà gia đình khó khăn mà chúng tôi sắp sửa vô để mà hỏi thăm và tặng quà Tết. Rồi bây giờ con bé này nói nè, nó chuyện gì nói gì vậy? Coi cho vui coi. Đàm Phạm cũng xin kính chào cái mạnh thường quân của Quỳnh Nam Việt. Tôi cũng có giới thiệu là tôi là Trần Thị Thanh Loan ở xã Bình Long, ở Bình Thuận. Giới thiệu
quý vị. Đây là cô Phương Ba nè, cô Phương Ba nói gì không? À. Điện sao không ai bắt máy hết trơn? Hả? Ừ. Kính thưa quý vị, chúng tôi phái đoàn Quỳnh Nam Việt chúng tôi đã tới một gia đình hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật khác. Xin mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi để dò thăm một cái gia đình này. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang vô nhà. Căn nhà cũng rất chật hẹp quý vị. Kính thưa quý vị khán giả đồng đạo gần xa kính mến, chúng tôi vừa tới nhà có một cô nói thì thôi đi. Xin hỏi chú tên gì vậy? Nguyễn Văn Tròn. Chú Nguyễn Văn Tròn. Địa phương này gọi là gì chú? Bình Thuận. Ấp Bình Thuận, xã Bình Long. Xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang không biết. Rồi. Kính thưa quý vị, đây là một ngôi nhà của đồng đạo mình trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Ở trên mấy căn thờ thì trước nhất là trang của quyền thân tổ ông bà, trên là ngôi tâm bảo và có hình của Đức Thầy. Và đây là các nhà mạnh thường quân cùng kết hợp với Quỳnh Nam Việt để đến hỗ trợ một hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Và đây là cái cô người bệnh này rất ốm nè. Xin chú cho biết là cô này bị bệnh gì vậy chú? Bệnh gan C. Viêm gan, đủ thứ bệnh hết ha. Bao nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi. 61 tuổi rồi ha. Rồi ở đây chúng tôi là cái kênh của Quỳnh Nam Việt đến thăm và trao quà Tết cho những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn. Và quý vị, đây là các nhà mạnh thường quân của Quỳnh Nam Việt. Thì không có gì hơn, xuân hết Tết đến thì cũng có phần quà nho nhỏ của các đồng đạo trong cái ban từ thiện của Quỳnh Nam Việt đóng góp lại và trao một phần tịnh tài. Bao nhiêu cô Phương Ba? 1 triệu. Dạ, là 1 triệu để cho chú dùng trong những ngày Tết nha. Rồi chú cảm thấy nghe là một phần quà như vậy là có ý nghĩa như thế nào, rồi có cảm tưởng như sao, rồi xin chú phát biểu coi. Quỳnh Nam Việt. YouTube Quỳnh Nam Việt. Kính thưa quý vị, với số tinh tài là 1 triệu bạc. Rồi chúng tôi đã trao cho chú nãy nói chú Tư Tròn hả? Dạ, Nguyễn Văn Tròn. Chú Tư Tròn. Dạ, người bệnh. Thì trong tất cả anh em đồng đạo ở đây, nếu mà có sự hảo tâm nào có giúp đỡ thêm những hoàn cảnh mà chúng tôi vừa ghi hình thì xin thông báo để chúng tôi biết, hay là có hoàn cảnh nào quý vị lưu ý đặc biệt thêm, thì đối với hoàn cảnh đặc biệt nào có hỗ trợ thì chúng tôi sẽ tận tình đến để giúp. Trong gia đình này mấy người bệnh? Kính thưa quý vị, đây là cô này là người bệnh đang nằm. Rồi có ai hỏi gì qua hỏi thăm tới. Cho có bệnh gì cô? Dạ mà nói trong này đó hả? Cứ nói đi. Tôi mà bệnh nhiều
bệnh lắm anh hai ơi. Bị viêm gan C. Năm nay 4 năm và điều trị hoài mà nó không bớt. Chứ viêm phế quản bây giờ điều trị hoài cái bắt đầu bên nóng bên lạnh bên nó nóng rồi nó can qua hoài nó không chịu hết cái bắt đầu nó qua phổi giờ lạnh tối ngày hoài. Chứ lớp nào bị xương sống giờ ngồi cũng được, lâu cũng được, nó nhức cũng sụm luôn à. Chứ mà thận si nữa, có sạn thận. Giờ lớp nào mà bú cổ hành qua tim. Giờ lớp nào này trong ruột mà mọc mụn lên trống. Rồi lớp nào bao tử đường ruột viêm nữa, đủ thứ trơn. Thì đủ quá, chứng bệnh quá tội nghiệp nè. Rồi có ăn uống gì được gì không? Ăn nữa thì nửa chén cơm, còn nếu có dán được thì đựng gượng hiện chén, còn không được thì nửa chén anh hai. Dán ăn đang uống thuốc chứ không ăn rồi nó xót xa bò bọt chiều nào. Thôi bây giờ như thế này ha, bây giờ cái bệnh tật á thì cũng ráng mà trị bệnh ha, rồi vui vẻ để mình nghĩa là gượng gạo ráng trị đi ha, rồi biết đâu căn duyên lành nó đến. Duyên lành nó đến rồi mau hết bệnh ha. Được cậu con trai mà cậu con trai cũng đang mang bệnh. Rồi em này em con em cũng bệnh nữa phải không em? Đây còn à. Dạ cảm ơn anh hai với mà Quỳnh anh Quỳnh nhân gì Nam Việt Yeah. Cảm ơn mà ba chị hết giúp đỡ cho các mạnh thường quân được số tiền quà. Cảm ơn mà anh với các mấy ba chị hết, cảm ơn nhiều lắm. Nhỏ mà thôi em đừng bận tâm ráng nhỏ nói gì vậy nói đó thôi em đang bệnh, em đang bệnh gì em nói coi, em đang bệnh gì? Đau cột sống, đau cột sống ha. Bây giờ giãn cột sống ha, ốm quá ốm rồi ha. Bây giờ kính thưa quý vị, đây là hai ông bà có một đứa con trai đây hả? Dạ. Mà rất là hiền hậu mà cũng là bệnh như thế này là mất sức lao động rồi. Thấy trò cắn như thế này đâu có phương giác gì nổi nữa. Đã bệnh rồi, xanh meo mét hết rồi. Trong gia đình hoàn cảnh này rất khó khăn quý vị. Đây là cái sự hảo tâm của các nhà mạnh thường quân khuyến khích chúng tôi đến những hoàn cảnh như thế này để giúp đỡ, dù ít hay nhiều thì cũng là một tấm lòng của quý vị đối với là những hoàn cảnh này, chia sẻ với nhau. Thì khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước làm doan cho rồi, làm doan tất nhiên là làm duyên đó, duyên lành với nhau đó, trao nhau những duyên lành tốt đẹp để cho những người bệnh hoạn người ta có cái niềm vui đó, là cũng là một sự an ủi và những hạnh đức của mình. Thì những hạnh đức mà của quý vị đóng góp cho chúng tôi để tài trợ hỗ trợ cho những hoàn cảnh như thế này, thì nguyện đem những cái phước đức đó đến cho quý vị được nhiều may mắn hơn và nhiều sức khỏe. Thành tựu ra là trong những hoàn cảnh, trong những trường hợp thì như thế này thì đâu còn sức lao động để tạo ra đồng tiền chén gạo gì được nữa, thì cũng phải cần sự giúp đỡ và thuốc men thì rất là tốn kém. Thành thử là nhờ quý sự hảo tâm của quý vị, ở đây là các nhà mạnh thường quân của tôi. Rồi các quý vị nào có hỏi thăm bệnh tật gì thêm thì cứ vô đến hỏi thăm coi. Đây em này bệnh nè. Em bệnh như vậy đó rồi em có bảo hiểm không? Có chị. Có mà nhưng mỗi lần thì em có uống thuốc tây được, rồi giờ dạ dày nó dùng thuốc viêm rồi ăn uống được. Uống vô cái đào được lên không, mà giờ hút thuốc bắc uống không à. Mà giờ đau hai bệnh téo gì nó khó quá chị, chắc không có sống được đâu. Bây giờ miễn uống thuốc mát vô á thì cái lá gan thì nó chịu, mà cái phổi nó không chịu, nó lạnh quá lạnh. Còn uống thuốc
phổi vô thì cái gan nó đau. Giờ thầy ta hốt bên gan bên phổi, giờ cái gan này nó chịu mát, mà mình có phổi lộn cái nó nóng chịu không nổi, nó đau hoài. Còn mát thì cái lá gan nó lạnh hoài, nó không chịu hết, nó căng đi hoài. Giờ nó hành hà em tối ngày chị không tốn ngày đâu. Em đừng có bi quan quá, rồi cái bệnh một ngày nó một nặng hơn ha. Dạ. Làm gì mà làm tốn ngày cái chị? Lên bệnh có hơn bệnh 4 cái áo hay á mà ngán ngồi không nổi, làm gì vậy? Làm gì cái chỗ đó nó đều chết không mà chị? Mà nhờ là rồi em có áo lạnh chưa? Bạn áo gì nè chị? Áo gì? Bạn gì đó? Bạn gì? Ba cái áo gì đó? Bây giờ có ấy lúc nữa cô nhờ ăn lon hay con Trang chạy ra cô lấy cái áo lạnh về ghé đưa cho chị. Cô còn cái áo lạnh này bận chắc ấm lắm nha. Chạy ra giùm cô đi nha. Chạy ra chạy vô chút xíu đi. Vậy là viêm gan siêu vi C hả? Dạ. Cái siêu vi C này á thì là nó dễ trị nhưng mà nó không có thuốc ngừa. Mà bây giờ nó ngược lại cái siêu vi B á em. Gan này bây giờ bác sĩ là y sĩ nó mới nói cho biết là qua từ cuối rồi. Nó nói là chị gắng lo chứ không có sống đâu. Thôi vậy mình đừng lo gì nữa hết. Dạ. Giờ mình cứ tinh tấn niệm Phật đi. Dạ. Phật gia trì cho mình ngày nào hay ngày đó. Dạ, mình niệm hoài vậy đó chị. Mà cứ sợ, em không được sợ. Dạ. Giờ nếu mà có mãn bằng thì mình niệm Phật cũng được á. Nhiều cực lạc. Giờ cõi lành. Dạ, cho khỏe. Chứ nhiều chứng bệnh quá không có sống chị. Đúng rồi. Tại chi mà có bệnh gan không á, thì nó cũng có phổi cũng dễ trị. Còn này giờ bên nóng bên mát uống hoài không có được. Nó đánh dọc chèo hoài gì hoài. Nó biến chứng. Dạ. Nó biến chứng vậy. Nhiều bỏ cái bệnh lên luôn đi. Dạ. Thôi niệm Phật thôi. Thì lúc này nào cũng này đó này sống không có người đó có bệnh đâu. Đâu. Mình chết rồi. Bây giờ mình được giải chết. Ừ. Mình có nhiễm bệnh mình cũng vậy. Em lạc quan thì cái bệnh mình nó tiến triển hơn, dạ. Nó chặn hơn. Dạ. Lúc này nào được sống sống vui vẻ với chồng với con đi. Mình quan nghĩ để sống đi. À, ông này ông cũng lo dữ lắm chị. Không bệnh không mỏng mọc á, đảo vòng 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 hoài, nó cứ diễn đảo hoài như vậy. Vòng diễn mà uống thuốc luôn đó chị, hôm nay bà ta nói mà bị hai bị nữa cho xuất viện thì bắt đầu nó đảo là bệnh khác nữa, con bé là bệnh khác. Rồi em ăn cơm hay ăn cháo thường á? Ăn cơm chứ không ăn cháo chị. Ăn cháo vô với lỏng với người Mỹ vậy. Rồi ăn như vậy là một bữa mình ăn được nhiều cơm không? Ăn được ai dán được gạo ăn được chén một điều nữa tệ quá, ngồi không nổi mệt quá ăn được chén. Rồi em có ngủ được không? Ban đêm khó ngủ lắm. Vô mùng thì nhắm mắt được chút thì cũng sức mà. Trong mình nó khó ăn khó ở trong mình không ngủ nghe gì được. Rồi thường mình ăn cơm là mình ăn với thịt chứ cá, chắc cá. Cá như này kia vậy đó. Mà nhiều khi ông này cũng mua thịt cho ăn mà ăn không được. Ăn không ngon lành gì chứ. Đêm tối mình ngủ không ngủ ngoài nhất lắm. Ăn vậy người ăn sao? Gái bả ăn tương rồi về với ông chứ không kêu mặn. Chị ở Bà Hảo bển đó, hồi đó chỉ có ăn tương á chị đó. Đâu ăn cái gì không có giờ mới ăn mặn. Bởi vậy tôi nói đừng có quan niệm mà khi ăn tương rồi, mà khi đau bệnh cái nói bây giờ ăn mặn đi đậu chứ. Cứ người ăn mặn mới có thấy mình tiêu thụ. Thành ra cứ để vậy đi. Nếu mà tương cũng chết mà mặn cũng chết à. Như vậy uống công trình vậy đó. Có phổi này đâu đỡ cái chuyện nó đau cái em nó xen ra có phổi cấp ho là đau cái gan này nè, tốc
lên nó hoa gió bỏ nó bên đi, cái lá đào nó hoa giờ mình liễu quang nó mát nó không chịu, cái người đó nó cao dài cả năm nó đâu lao phổi thùng thì nó hỗ trợ vô chết nó bớt nó được năm mấy nghĩ vậy, nó tưởng đâu là hỗ trợ là nó chịu chứ nó chịu ăn ai ngờ đâu hỗ trợ nó hộ không mà chứ nó không có làm dữ dế, nó tóc lên nó lạnh được lạnh hoài vậy tối luôn. Mà bây giờ là chị chỉ ví dụ như trường nào mà em thấy em lạnh quá đó, em thấy mẹ em lạnh quá mà em không có thể chuẩn là được, em cái em pha nước ấm ấm nha, ví dụ như ly nước ấm đường trà hoặc là nước ấm xong rồi em vừa bưng vừa thổi vừa uống là hết, uống hết ly nước mà em hết lạnh liền. Vậy đó, hoặc là uống nước gừng á, nước gừng cũng tốt lắm đó, không bị bao tử đó. Gừng vô đi cái lá gan nó nóng nó không chịu. Nếu nóng quá cái lá gan nó không chịu. Vậy thì thôi mình uống nước ấm thôi, nước chén nó chín nguội đó. Chín là mình chọn vừa thổi đau chéo như vậy đó, không có chết chị hai. Nãy đau mà thận chiều á thì mình uống hết rồi. Nhưng mà rồi ai cũng phải vậy thôi, em xin lỗi bệnh tử. Dạ. Không biết được rồi. Mà đau quá đau đó em giác Phật nói rồi, bệnh tử thường giác cũng lỗ khổ ông bà ơi. Dạ. Những thằng năm non bảy núi nếu mà con cái số con chưa tới ha thì cho con uống thuốc con hết đi. Giờ con mạnh con tu thiền con trả nghiệp từ từ, mà nghiệp đời ngã một thì con trả không có nào với con nghèo. Còn nếu mà chưa tới số á thì cho con uống thuốc hết, còn tới số thì cho con ngủ ban đêm vậy nè, nhắm mắt đi luôn cho má nó thăng, đừng hành hà nữa, để hành xác rồi tội nghiệp cho chồng con nghèo khổ không có tiền hút thuốc uống. Nó gì nó giá vậy hoài đó, hằng ngày giá vậy hoài đó. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, nghe hoàn cảnh sơ qua của cô Tư này thì rất là xúc động. Thì đã biết cái thân bệnh hoạn gì rồi, thì nghĩa là cũng mong chư vị ơn trên nếu mà có cái sự hỗ trợ về phần linh thiêng thì giúp đỡ hỗ trợ cho người bệnh này được mau chóng bệnh. Còn nếu mà có nghiệp quả nặng quá thì cô cũng nguyện rằng xin đi theo ông theo bà cho nghĩa là bớt phần khổ cực cho chồng con. Đúng nhau chú. Thôi bây giờ trước hết nói lời cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và các đồng đạo xa gần kính mến đi. Mạnh thường quân Nam Việt. Quỳnh Nam Việt. Quỳnh Nam Việt. Cảm ơn. Rồi xin kính chào nha. Năm hết Tết đến là chúc sự vui vẻ mạnh khỏe, rồi ráng cố gắng nuôi bệnh cho hết bệnh nha. Rồi xin chào quý vị. Dạ chào quý vị. Rồi xin kính chào quý vị. Không với ai đâu lạ. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tổ từ thiện của Quỳnh Nam Việt chúng tôi. Chúng tôi đã đến trong một gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, hiện giờ đang đi bán vé số còn dư nhiêu là cô quý này cô bao hết nè. Xin hỏi chú là trong cuộc sống hàng ngày là thường đi bán vé số hay là sao? Bán vé số không mà bán ngày được nhiêu tám? Bán khi trăm mấy, khi 80, khi 200 rồi cũng đủ sống hai không chừng. Rồi mà hổng mà đi đàng hoàng bữa nay sao đi xe lăn vậy là cho khỏe là sao? Tại vì xe lăn đi lăn đi rồi người ta bỏ đó. Rồi giờ mình có xe lăn mình đi lăn. Lúc trước xe đụng tôi người ta bỏ rồi xe đụng rồi lúc xe đụng đâu có hay đâu, đâu biết đâu thưa hổng bỏ rồi năm năm tháng mấy, bốn tháng mấy, năm tháng. Rồi mới đợi mới xin được cái xe. Kính thưa quý vị, đây là hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn. Thành thứ tổ từ thiện việc chúng tôi hồi sớm giờ cũng là hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì mỗi cành mỗi lá mỗi hoa mỗi nơi đều khác nhau hết. Đây là cũng một hoàn cảnh rất eo hẹp và cũng khó khăn, thì cũng cần sự giúp đỡ. Giò cẳng cũng hơi teo rồi phải không, ngồi xe riết là teo rồi, sưng rồi, rồi. Nó bị nó gãy cái chỗ này nè, gãy chỗ này nè, cổ xương rồi kim cốt. Rồi bây giờ về ăn cơm rồi bán tiếp phải không? Dạ. Bán tiếp buổi chiều. Buổi tối rồi. Rồi năm nay mấy mươi rồi? 55 Tết này nữa là 56. Tết 56 phải không?
rồi mỗi ngày bán được 70-80 tờ cả vậy đây. Ờ thì cũng sống được. Nhưng mà hơi vất vả. Vất vả. Ờ. Nghèo, rồi nghe nói cô cũng đi bán đi mua ve chai phải không? Đó, thì trong hoàn cảnh nghèo phải là vừa vé số vừa ve chai chứ không biết làm gì hơn giờ quý vị. Đó, đây là những hoàn cảnh đặc biệt mà chúng tôi cần hỗ trợ. Đó, thì không có gì hơn. Hồi nãy là bây giờ đây là 10 ký gạo phải không? Đó, đây là cái cô Phượng Ba trong cái chương trình từ thiện của cô Phượng Ba là cho 10 ký gạo. Và số tiền là 500.000 phải không, để hỗ trợ ăn dịp Tết thân thể vậy có nghe là vui vẻ không? Dạ, vui vẻ. Cảm ơn cô. Cảm ơn thế nào? Cảm ơn nhà tài trợ đây, cô bác anh em ở đây. Cảm ơn dạ. Ở đây là cũng là những thành phần mà trong cái hội nhóm từ thiện của chúng tôi. Đây là cô Tám nè, cô Sáu Quý nè, cô Phượng Ba nè, trong cái nhóm nhà từ thiện của chúng tôi nè. Nói nào nay cũng gặp khó lắm, tại vì nó ở gần tới 5-6 tháng nay rồi, khổ lắm. Mỗi lần tôi nhớ đi bán xe lốp, đi xe đạp. Này em chồng tôi. Bà chị Mai nè, bà đi hoài nè. Đi tới đây cũng 3 lần rồi. Bà đi hoài luôn. Đi hoài à. Thì bây giờ trong những trường hợp này nè, nếu mà các nhà từ thiện của tôi nó biết thì ta hỗ trợ thêm mà tôi thông báo cho. Dạ. À, rồi nghe là chia sẻ với nhau. Chia sẻ đây. Tại vì em tôi nó khổ lắm chú ơi. Cái sang sớt chứ nghe là đủ hết là cũng chưa đủ, mà thiếu nghe là lá lạnh đùm lá rách. Phải không? Mà lá rách đùm lá nát. Tôi xe rồi, tôi nói thôi. Kìa mới bữa nó bị cọ rồi, ngay chân ở đầu gối nữa rồi. Như vậy là dạ mấy ngày Tết nè, tôi nói thôi cứ đừng có đi nữa chắc có. La kêu đừng có đi bằng đi. Rồi cái này ăn uống gì được không? Dạ được. Ờ được cũng càng tốt ha, rồi chúc sức khỏe được tốt ha, rồi nghĩa là giữ cho công việc cho nó nhẹ nhàng chút rồi bằng nhưng mà chịu nắng nôi phải không? Dạ. Ừ. Nãy giờ chờ chú cả chạy chờ lấy cái giò rồi bán đi mớ nữa. Ừ. Rồi giờ lấy cái giò về luôn. Rồi bây giờ với số tiền số gạo này trong dịp Tết này là thấy có là đỡ được phần nào không? Dạ, cho thì mừng rồi, đỡ dạ, cho không? Dạ. Nghe là của ít lòng nhiều ha. Dạ. Có vô tiếng không? Không. Dạ, nhà đã chống lỏng mà. Dạ, thôi bây giờ sau cùng là có lời gì cảm ơn các nhà mạnh thường quân chương trình của nhóm từ thiện của mình Nam Việt rồi nói rất cảm ơn rất cảm ơn nhà mạnh thường quân rất cảm ơn. Rồi trước khi dứt lời xin kính chúc quý đồng đạo gần xa kính mến năm hết Tết đến thân tâm an lạc, vạn sự như ý và đạo quả viên thành. Cũng cầu chúc cho gia đình hưởng được mùa xuân vui vẻ nha. Dạ. Rồi xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn dì Ba vừa qua, cảm ơn dì Hai, cảm ơn. Kính chào quý vị. Kính mừng năm Việt chúng tôi đến đây đã giúp cho chấm dứt hành trình. Để tôi quay cái khu cầu này luôn cho nó đẹp trời. Chấm dứt cuộc hành trình từ thiện ngày hôm nay và nếu có cơ hội tôi sẽ tiếp tục thêm nữa. Xin kính chào quý vị, Quỳnh Nam Việt xin kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự như ý và đạo quả viên thành. Xin kính chào.